Ngày nay, cơ cấu của thị trường lao động Việt Nam đã và đang chuyển đổi, từ những việc làm trong ngành nông nghiệp có năng suất lao động thấp, đòi hỏi nhiều lao động sang các ngành công nghiệp và dịch vụ có giá trị gia tăng cao hơn, được đầu tư công nghệ và tài chính nhiều hơn. Theo nghiên cứu, đến năm 2015, nhân lực trong các ngành tài chính, ngân hàng và bảo hiểm, hoạt động kinh doanh bất động sản v.v. sẽ thu hút thêm nhiều nhân lực. Cũng theo dự báo của các chuyên gia tuyển sinh, hiện nay các ngành dịch vụ đang lên ngôi. Nhưng trên thực tế, các trường đại học cao đẳng lại chưa đào tạo chuyên sâu cho nhân lực liên quan đến các ngành dịch vụ, mà chủ yếu lại là tại các lớp học nghề ngắn hạn. Theo dự báo, đến năm 2015, sẽ cần đến 505.000 người trong ngành này và 870.000 lao động trực tiếp đến năm 2020, nhất là đội ngũ hướng dẫn viên trong ngành du lịch. Vậy nhân lực ngành dịch vụ hiện nay đã mở rộng tới đâu? Đặc điểm của nhân lực dịch vụ có khác gì với nhân lực ở khu vực công nghiệp, nông nghiệp, hành chính? Và làm thế nào để nâng cao chất lượng của nhân lực trong các ngành kinh tế dịch vụ? Chào quý vị, rất vui được gặp lại quý vị trong chương trình Cận Cảnh của FBNC. Thưa quý vị, nền kinh tế của chúng ta đang tăng trưởng rất nhiều cái sự phát triển mới. Đặc biệt, chắc quý vị cũng đã được nghe là nền kinh tế dịch vụ. Kinh tế dịch vụ hiện giờ đang là một trong những cái đặc trưng của kinh tế của thế kỷ 21. Đây là một nền kinh tế mà đòi hỏi rất nhiều cái con người giỏi, những cái nhân lực chất lượng cao. Hôm nay chúng tôi mời đến trường quay một chuyên gia trong lĩnh vực này để trao đổi về vấn đề kinh tế, dịch vụ và nhu cầu đào tạo nhân lực cho dịch vụ. Xin được giới thiệu với quý vị Thạc sĩ Huỳnh Thu Hương. Cô Huỳnh Thu Hương hiện giờ đang là giám đốc công ty tư vấn nhân sự nổi tiếng của thế giới, đó là công ty Tower Watson. Xin kính chào quý vị khán giả. Xin cảm ơn FBNC đã cho chúng tôi cái cơ hội trao đổi về cái đề tài rất là thú vị này. Cho phép tôi gọi thân mật là Thu Hương nhé. Dạ. Như thế là chúng ta đã gặp nhau, nếu tôi nhớ không lầm, là cách đây 20 năm lần đầu tiên. Và lúc đó Thu Hương là giáo viên của thành phố Hồ Chí Minh đi dạy ở một cái vùng xa ở Đồng Tháp. Thế mà bây giờ thấm thoát bây giờ thì đã là trở thành ra là một chuyên gia về vấn đề tư vấn nhân sự và làm việc cho một công ty đa quốc gia. Bản thân cái nghề nghiệp đó tôi nghĩ cũng đã là cho thấy là cái nền kinh tế dịch vụ ở Việt Nam hiện giờ mở rộng như thế nào. Chúng ta nói đến chữ kinh tế dịch vụ thì nhiều người thắc mắc là nó gồm những cái ngành nghề gì. Trong xã hội những năm gần đây thì người ta thấy là bùng nổ là thanh niên, các bạn trẻ rất là thích được đi làm cho khu vực tài chính, ngân hàng, rồi chứng khoán. Nhưng mà chắc kinh tế dịch vụ thì không phải chỉ là những cái lĩnh vực đó. Chúng ta biết khi gọi là dịch vụ thì bao gồm cả thương mại, bao gồm cả y tế, giáo dục, rồi kể cả hành chánh vân vân. Thế là một cái chuyên gia mà cho một công ty đa quốc gia về tư vấn nhân sự thì Thu Hương có thể cho biết hiện giờ những cái ngành nghề nào mà trên thế giới bây giờ người ta quan tâm, đó là thể hiện ra cái đặc trưng của kinh tế dịch vụ. Thì với cái quan điểm của cá nhân cũng như những cái xu hướng chung bây giờ đã anh Phúc Tiến là ngành nghề nào cũng có thể được xem là ngành kinh tế dịch vụ, bởi vì bản chất của các cái hoạt động kinh tế là đem lại một cái sản phẩm hoặc là một cái dịch vụ cho người tiêu dùng hoặc cho một cái đối tượng khách hàng nhất định. Còn riêng về gọi là service ấy, thì hiện nay xu hướng chung ở trên thế giới là những cái ngành nghề mà mang lại cái dịch vụ trực tiếp cho người tiêu dùng thì đang rất là có nhu cầu cao. Ví dụ như là những cái dịch vụ về du lịch, dịch vụ về chăm sóc sức khỏe, dịch vụ về tài chính, dịch vụ về những cái phúc lợi về hưu trí hay là dịch vụ về đầu tư. Tôi thấy rất là thú vị. Thế thì giữa cái công nghiệp, cái nông nghiệp thì nó có những cái yêu cầu nhân lực của nó. Thế thì với dịch vụ thì nhân lực cho dịch vụ thì có cái gì đặc biệt khác với cái gọi là nhân lực mà cho các cái ngành sản xuất? Khác biệt mà chúng tôi quan sát thấy rõ nhất đó là cái khoảng cách để mà tiếp cận với khách hàng. Các cái ngành dịch vụ là tiếp cận trực tiếp với lại cái đối tượng khách hàng của cái dịch vụ đó. Cho nên là đòi hỏi cái nhân lực làm trong cái ngành này phải ý thức là mình đặt cái nhu cầu và những cái quan tâm của khách hàng lên hàng đầu. Còn đối với những cái ngành sản xuất
trước sau thì anh cũng phục vụ khách hàng, nhưng mà nếu mà anh ở trong nhà máy thì anh không gặp cái người khách hàng đó. Trong khi đối với cái ngành dịch vụ là anh tiếp cận trực tiếp với những cái vấn đề nóng hổi, những vấn đề mà khách hàng quan tâm. Thành ra đặt cái khách hàng lên trên, lắng nghe và cùng khách hàng tìm ra cái giải pháp, những cái nhu cầu dịch vụ, chứ không phải là mang cái dịch vụ mình nghĩ là sẵn có để mà mời khách hàng. Rồi sử dụng những cái thông tin của thị trường và sử dụng những cái thông tin của các cái khảo sát để cho khách hàng được thấy được những cái xu hướng chung để họ quyết định vấn đề của họ, rồi sử dụng các cái công nghệ thông tin, các cái giải pháp về 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 phần mềm và các cái những cái gọi là mô hình hay là phương pháp luận và những cái cách thức mà các cái khách hàng đi trước họ đã sử dụng để mà tư vấn cho khách hàng, đưa đến một cái sản phẩm tốt cho khách hàng. Như vậy xem ra là nhiều người thì cứ nghĩ là làm dịch vụ nó sướng, là được ngồi trong phòng máy lạnh rồi ha, rồi nghe nói là làm ngân hàng tài chính hoặc là làm luật sư rồi tiền lương cao, bổng lộc nhiều vân vân. Nhưng mà đặc biệt như với một cái mô hình là khách hàng là phải trên hết, rồi phải lao động vất vả nghiên cứu như vậy, thì bản thân cái khu vực dịch vụ hiện giờ nó đang đòi hỏi ở những bạn trẻ những cái đức tính nào? Các bạn trẻ và nói chung và nhân lực trong cái ngành dịch vụ, nếu coi cái vấn đề của khách hàng là vấn đề của mình thì các bạn phải đầu tư chất xám rất là nhiều. Ví dụ anh Phúc Tiến sẽ thấy, nếu anh quyết định gửi tiền tiết kiệm hay là anh mua chứng khoán, hay nếu anh quyết định bây giờ anh mua xe hơi hay là anh xây nhà, thì đó là vấn đề của anh, thì anh phải làm rất là nhiều cái nghiên cứu. Nhân lực mà làm trong ngành dịch vụ cũng cần phải có một cái hiểu biết sâu sắc về thị trường, hiểu biết sâu sắc về cái sản phẩm mà khách hàng đang hướng đến hoặc là mình đang hướng đến. Đòi hỏi cái nhân lực dịch vụ phải hết sức là linh hoạt, phải có những cái kiến thức rất là cập nhật chứ không phải là sách vở, tìm hiểu và không ngừng học hỏi ở những cái xu hướng trên thế giới và ở cái tình hình kinh tế thực tại ở trong cái ngành nghề của mình hoặc là trong cái đất nước của mình. Thì những cái mà mình đưa đến khách hàng á, là những cái sản phẩm mà nếu như mình là người khách hàng đó mình cũng sẽ sử dụng. Thu Hường mới nói là đến xu hướng của thế giới. Dạ. Thế thì cho đến nay theo cái nhận xét của Thu Hường là một cái công ty hoạt động đa quốc gia, thì cái ngành kinh tế dịch vụ và cái nhân sự dịch vụ thì đang có những cái chiều hướng gì mới, đòi hỏi rất là khắt khe hay là ở một cái mức độ nào đó mà chúng ta nghĩ là Việt Nam chúng ta cần phải tiếp cận những cái tiêu chuẩn mới này? Trong một cái cuộc khảo sát năm 2012 với cái đề tài là sử dụng nhân tài và chế độ lương bổng phúc lợi, thì chúng tôi thấy là các cái doanh nghiệp thu hút, nhất là doanh nghiệp dịch vụ á, thì thu hút nhân tài bằng những cái yếu tố khác với lại những cái đòi hỏi mà cái người nhân tài đó muốn tham gia vào thị trường lao động. Về phía doanh nghiệp thì với cái áp lực của cái khủng hoảng kinh tế anh Phúc Tiến, thì cắt giảm chi phí, tăng năng suất lao động, đòi hỏi các nhân lực làm thêm giờ. Ngoài ra thì khi mà họ muốn phát triển một cái sản phẩm mới hoặc là đưa vào thị trường những cái cách thức làm việc mới thì họ lại gặp khó khăn là vì những cái kỹ năng của người lao động chưa đáp ứng được. Còn về phía các cái nhân tài nói chung, hầu hết người lao động quan tâm về mức lương cơ bản, là có những cái ngành mà người lao động tỷ lệ mà nghỉ việc rất cao, bởi vì chỉ cần tăng khoảng 10 đến 20% là họ sẽ đi tìm việc mới. Hay là trên thế giới và Việt Nam cũng vậy, bây giờ họ quan tâm đến sự ổn định của công việc, tức là doanh nghiệp có cho tôi một cái tương lai chắc chắn là trong vài năm tới, nếu không muốn nói là 10 năm, 20 năm, thì tôi có việc để mà nuôi sống gia đình tôi hay không. Nghĩa là một mặt là nhân lực dịch vụ đó thì phải có tính cạnh tranh cao hơn. Dạ. Nhưng một mặt là người sử dụng nhân lực dịch vụ cũng phải offer, cũng phải đưa đến những cái điều kiện tốt hơn. Dạ. Cảm ơn chị Thu Hược. Tôi nghĩ rằng là chúng ta sẽ dành thời gian để xem coi những yêu cầu đó với nhân lực dịch vụ ở Việt Nam mình sẽ là như thế nào.
sau khi chúng ta nghe những cái điều mà chúng tôi tham khảo của thế giới. Thưa quý vị, bây giờ thì chúng ta sẽ dành ít phút để giải lao. Sau đó chúng ta sẽ trao đổi với chị Thu Hương về những cái đặc điểm cũng như những nhận xét về cái nhân lực dịch vụ ở Việt Nam hiện nay.